Đây là một nhân vật huyền thoại rất nổi tiếng mà ai cũng biết. Anh ta là một tay bắn súng vô cùng thiện xạ, thậm chí tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả cái bóng. Tên thật của anh ta là John Luke. Thế nhưng trong giang hồ lại gọi anh ta với cái tên Lucky Luke, có nghĩa là Lucky may mắn. Tại sao lại có cái tên này? Nguyên do là khi Luke còn nhỏ, cha và mẹ của ta đã bị sát hại bởi băng nhóm tội phạm khét tiếng chích tợ. Chưa dừng lại, bọn chúng còn muốn diệt cỏ tận gốc truy sát cậu bé lúc kẹ. May mắn chú ngựa xuất hiện kịp thời cứu cậu bé chạy thoát khỏi bọn tử thần. Người trong làng biết chuyện, họ cho rằng lúc kẹ là một người vô cùng may mắn nên mới không chết dưới tay bọn chiếc tợ. Kể từ đó anh có nghệ danh là Lucky Luke, một người chú tốt bụng tên là Cướp Bợ đã truyền dạy cho anh kỹ thuật bắn súng để có thể tự bảo vệ bản thân. Trở lại hiện tại, lúc này ngài tổng thống dự định sẽ xây dựng tuyến đường sắt từ New York đến San Francisco, đi ngang qua thị trấn Hoàng Cúc, quê hương của Lucky Luke, nơi đó hiện giờ có rất nhiều tội phạm khét tiếng của nước Mỹ. Cầm đầu là tên bóc cờ, thế nên ngài tổng thống đã nhờ đến Lucky Luke dẹp loạn bọn tội phạm trước khi tuyến đường sắt xây dựng qua thị trấn. Chú Cấp Bợ bây giờ là thống đốc bang Utah, cũng nhất trí đồng ý. Ông và ngài tổng thống phong cho Luke làm cảnh sát trưởng, tiếp quản thị trấn Hòa Cúc. Khi giờ về đến nơi thì Luke tung lên một đồng xu rồi bắt đầu nổ súng. Nhanh như chớp, anh đã hạ gục tất cả đám sát thủ đang ẩn nấp xung quanh trước khi đồng xu rơi xuống. Thế nhưng lúc kẻ không giết chúng mà chỉ bất giam lại chờ ngày xét xử, tên bốc cờ liền quăng tới lớp bài thị quỳ với lúc kẻ, nhưng anh cũng đâu phải tay dựa. Nổ súng một cái đã tách lớp bài ra làm hai lớp. Bọn tù nhân vô cùng kinh hãi, tên bốc cờ thì rung lên cầm cập, nhưng không muốn mất mặt trước đàn em. Hắn ta lại tiếp tục khiêu khích lúc kẻ, quăng lên hàng trăm lá bài rồi bắn một viên thủng được bốn con tay. Lúc kẻ bèn lấy tờ tiền quăng ra bắn một viên để thủng năm đồng xu. Thắng bại đã rõ, Lucky Luke cầm lên huy hiệu cảnh sát trưởng đuổi tên bốc cờ mau chóng rời khỏi đây. Kể từ đó Luke trở thành mục tiêu ám sát của bọn tội phạm ở đây. Thế nhưng anh là người vừa có dũng lại có mưu, cái mà bọn tội phạm hạ gục chỉ là hình nạm. Còn anh thì lại đột ngột xuất hiện, một phát súng đã khống chế cả 6 tên. Quả tức giận, bốc cờ bèn thuê một người sát thủ tên là Billy Múc Kẹo. Trên thắt lưng có trang bị rất nhiều súng. Anh ta lập tức đi khiêu chiến Lucky Luke trước sự chứng kiến của tên bốc cờ. Tốc độ cực nhanh, chỉ với một viên đạn Luke đã phá hủy khẩu súng, hạ được tên Billy rất dễ dàng, làm cho bốc cờ càng thêm cay cú. Ngày hôm sau, thị trấn xuất hiện một cô gái xinh đẹp thu hút chú ý của Luke đi đến một quán rượu. Lúc này có rất nhiều đàn em của tên bốc cờ đang ở đây, cả trăm cây súng chỉ thẳng về hướng Lucky Luke. Anh ta vẫn bình thản rút súng bắn một viên vào tròn quay số. Trúng vào ô 17, điều này nói lên rằng tên bốc cờ chẳng làm gì được anh ta. Đột nhiên cô gái lúc nãy lại xuất hiện, với trang phục gợi cảm cô ta đã thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Merci, Sam. Từ từ bước lại gần lúc kẻ, lấy khẩu súng của anh rồi tháo bỏ hết đạn ra cho vào bên trong áo. Sau đó lấy ra lắm vào lại khẩu súng, lúc kẻ hoàn toàn bị đứng hình với sự khiêu gợi của cô ta. Lúc này tên bốc cờ mới lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, tấm ảnh trên đó gợi cho lúc kẻ nhớ về người cha quá cố của mình. Quá ra tên bốc kè là người trong nhóm chết tợ năm xưa đã sát hại cha mẹ của lúc kẻ. Chiếc đồng hồ là di vật của cha anh lúc sinh thời. Tức giận, Lucky Luke chính thức khiêu chiến đấu súng với bốc kè, quyết tâm trả thù cho cha mẹ trước sự chứng kiến của toàn thể người dân trong thị trấn. Với cái nắng gay gắt của miệng diễn tay, cả hai bên đều đổ mồ hôi sôi nước mắt. Một phát súng dạng lệnh, tên bốc cờ lặn đùng ra chết, khiến cho ai cũng đều sửng sốt ngỡ ngàng.
bởi vì Lăng Kỳ lúc kè luôn tuân thủ nguyên tắc không bao giờ giết người. Mặc dù bây giờ đã trả được thù, nhưng trong lòng anh ta lại vô cùng hối hận vì việc làm của mình. Bản thân anh lúc này chẳng khác nào những tên tội phạm máu lạnh. Lương Tâm cắn rứt anh từ bỏ huy hiệu cảnh sát trưởng và quyết định nằm trên đường ray xe lửa tự tử để chuộc lỗi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, đây là tuyến đường sáng đèn trong thời kỳ xây dựng mà ngài tổng thống đã nói, vậy thì làm gì có xe lửa nào chạy qua đây mà tự tử hả nhóc con? Nhìn xung quanh không thấy ai cả, lúc kẹ quảng hốt khi phát hiện giọng nói đó là của thằng mặt gỡ này. Má ơi, nó biết nói. Nằm sửa chính con ngựa này đã cứu mạng lúc kẹ khỏi tay bọn chết tệ. Nghe lời khuyên bảo của chú ngựa, lúc kẹ đã từ bỏ ý định tự tử. Anh trở về mái nhà xưa, gần đó là phần mộ của cha mẹ anh. Lúc này ông chú cấp bờ xuất hiện, khuyên rằng lúc kẹ hãy quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới không súng đạn, không bạo lực, đừng vì chuyện giết người mà đau khổ nữa. Nghe lời ông chú, lúc kẹ tháo bỏ thắt lưng trèo khẩu súng lên mộ, sống như người bình thường, tìm lại những vật dụng hồi bé. Anh nhớ lại cô nàng Illinois thuở nhỏ rất yêu anh. Tình tức lấn kỳ lúc kẹ giết người đã tràn khắp mặt báo. Khi nhìn thấy anh thì bọn đàn em cũng bất cờ ùa vào đánh hội đồng, rồi treo cổ anh lên. Sau đó bọn chúng còn chụp hình lưu niệm nữa chứ. Đúng vào lúc nguy hiểm, đột nhiên một nữ cạo bòi xuất hiện nổ súng đứng dị thần. Cô ta tên là Lê Mê Chi, có kỹ năng bắn súng cũng rất đáng sợ và cũng là một tội phạm khét tiếng. Tiếp theo là một người đàn ông tên là Jesse Diem, cũng là một tội phạm. Anh ta đến đây là muốn đợn đợn chính chính công bằng đấu súng tay đòi với Lăng Kỳ lúc kẹ, như thế mới là người tội phạm có danh dự vĩ đại nhất nước Mỹ. Nghe thấy vậy, tên Billy bèn theo phe Jesse James. Hắn cũng muốn đấu súng với Lucky lúc kẹ. Nếu hạ được lúc kẹ thì hắn sẽ trở thành tên tội phạm vĩ đại, mặc dù trước đó đã bại dưới tay của Lucky lúc kẹ. Đám giang hồ thì không dám đối đầu với nhóm của Jesse James, đành phải để cho Lemmy đưa lúc kẹ trở về nhà. Lúc này cô gái vũ nữ lại xuất hiện, chăm sóc ăn cần cho lúc kẹ. Tội phạm trong thị trấn giờ đây đã được Billy và Jesse dèm trấn áp. Tao nói là không nên giết người cơ mà, thì tao có bắn ông ta đâu. Hắn nói thật đó, lão này chết là do quá sợ hãi ấy mà. Hay da. Trong khi đó lúc kè và cô vũ nữ ngày ngày sống chung một mấy nhà nên đã nảy sinh tình cảm. Ngày hôm nọ bỗng nhiên xuất hiện một tên sát thủ định bắn chết lúc kẹ, thì cô vũ nữ đã kịp thời lao qua đỡ lấy viên đạn. Cảnh tượng rất giống với tình huống cha mẹ lúc kẹ năm xưa. May mắn lúc nguy hiểm lại bị trì bắn rớt súng, thằng sát thủ giải vây cho lúc kẹ. Cô vũ nữ thì chỉ bị thương ở phần dài nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau đó lúc kẹ tìm đến người chú cướp bờ, ông ta đã biết tất cả mọi chuyện và đã chuẩn bị sẵn hai vé tàu giúp cho lúc kẹ và cô vũ nữ chuyển đi nơi khác sinh sống. Bởi vì anh đã bỏ tay gắn súng thì không thể tồn tại ở miền diễn tay cực kỳ nguy hiểm này nữa. Nghe lời ông chú, lúc kẹ lập tức lệnh đường cùng với cô vũ nữ. Điểm đó không may chơi si dèm đã tìm đến muốn đấu súng với lúc kẹ. Thế nhưng anh đã gắn súng nên bèn dùng tay không hạ gục chơi si dèm. Bất ngờ thằng Billy cũng ở đây dùng cây súng của lúc kẹ bắn tới nhưng nó lại không gây sát thương. Quá ra đây là đạn pháo mà trẻ em Việt Nam hay chơi, chỉ có tiếng nổ chứ không gây sát thương. Vậy là lúc kẹ nhận ra ngày hôm đó anh không hề giết chết tên bốc cờ. Thì ra trước đó cô vũ nữ đã tráo đổi những viên đạn của lúc kẹ. Ông ta đã chuẩn bị sẵn một kiếp nổ trong tay và chờ lúc kẹ nổ súng thì sẽ kích ngòi làm cho máu văng tung tóe. Màn đấu súng chỉ là một trò lừa của tên bốc cờ để làm cho lúc kẹ nhục chí từ bỏ đi khẩu súng. Mọi chuyện đã rõ, lúc kẹ quyết định một mình trở về thị trấn. Mặc cho cô vũ nữ cầu xin sự tha thứ nhưng anh cũng không nhìn mặt cô ta. Trông thấy quan tài của tên bốc kẹ, lúc kẹ phát hiện nó chỉ là một bức tượng bằng sáp. Hơn nữa lúc này tại sao ngài tổng thống vẫn chưa đến thị trấn như lịch hẹn, đón rằng đoàn xe lửa có thể đã gặp chuyện. Lúc kẹ bèn lên đường đi tiếp viện, nhưng khi đến nơi thì đã muộn, ngài tổng thống đã bị bắt đi. Lúc kẹ lập tức đuổi theo thì gặp lại ba người chơi si dèm, Lemmy và Billy. Sau khi bại dưới tay của lá kỳ lúc kẹ, bọn họ đã tâm phục khẩu phục hỗ trợ cho lúc kẹ đi giải cứu ngài tổng thống. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy một cỗ máy chơi xù phiên bản bà Tân Vlog siêu to khổng lồ. Quả nhiên ngài tổng thống bị tên bốc cờ bắt về đây. Hắn ta ép buộc ngài tổng thống phải chơi bài, nếu thắng thì được sống, còn thua phải bỏ mạng lại tại đây.
Trước giờ người tổng thống chưa từng chơi đỏ đèn nên đã thua thành bóng cờ. Đúng lúc này nhóm của Luke xông vào trước sào đều có. Với kỹ năng của bốn tay súng khét tiếng cần khò nhấn nước Mỹ, đám đàn em của bóng cờ lần lượt bị hạ gục. Nếu lúc này có một bàn tay lén lút nổ súng vào ngày tổng thống, Luke nhanh nhẹn bắn viên đạn ngăn cản cứu mạng ngày tổng thống. Sau đó anh lao hoàng khống chế thành bóng cờ rồi truy tìm kẻ giấu mặt. Thật không ngờ đó chính là người chú cướp bờ. Ông ta là thủ lãnh của băng nhóm chết tợ năm xưa đã sát hại cha mẹ Luke. Lúc ấy cha của Luke từng là đàn em của cướp bờ, nhưng vì chính nghĩa nên ông ấy muốn bắt cướp bờ vào cho cảnh sát. Quá tức giận, cướp bờ đã giết chết cha mẹ của Luke. Ông ta muốn giết ngài tổng thống để chiếm lấy quyền ứng cử viên nhiệm kỳ tới, nhưng đã bị Luke phá hỏng kế hoạch. Giây phút cuối cùng ông ta định dùng súng kết liễu Luke, lần mắt anh phát hiện đây chỉ là hình ảnh phản chiếu. Bởi vì chiếc mũ của cướp bờ bị đảo ngược, Luke lập tức quay người lại bắn vào bức màn làm cho cướp bờ trúng đạn, tấm kính cũng vỡ nát. Cuối cùng hai tên ác nhân phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Người dân thị trấn Hoàng cũng có được cuộc sống bình yên. Lúc này cô diễu nữ mới nói ra thân phận thực sự. Cô chính là Eleanor, đứa bé năm xưa có tình yêu với Luke. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.